Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 3 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu sẽ là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, nhiệt độ tăng lên đáng kể so với ngày hôm nay. Song về đêm và sáng trời vẫn khá rét. Các địa phương trên đất liền đều phổ biến thời tiết ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ tại khu vực miền Đông dao động trong khoảng từ 16 cho đến 25 độ. Tại khu vực miền Tây là từ 17 cho đến 26 độ, và tại thành phố Hạ Long phổ biến từ 18 cho đến 25 độ. Đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết tương tự như các khu vực trên đất liền. Trên biển tình hành gió đông bắc cấp 3, sóng cấp 1, cấp 2, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 18 đến 25 độ. Tình trạng biển ổn định nên không gây trở ngại cho hoạt động lưu thông hàng hải. Vừa rồi là thông tin thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Còn bây giờ chuyển sang phần dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước đêm nay và ngày mai. Trong đêm nay, các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây và có sương mù, Vùng ven biển có nơi có mưa nhỏ, nền nhiệt thấp nhất tại vùng núi và trung du dao động trong khoảng từ 15 cho đến 16 độ. Với khu vực vùng đồng bằng là từ 17 cho đến 19 độ. Còn trong ngày mai miền Bắc trời chuyển nắng về trưa chiều, nền nhiệt cao nhất tăng lên ở mức từ 25 cho đến 27 độ. Lui xuống khu vực miền Trung, đêm nay mưa sẽ giảm nhanh. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, trời vẫn còn rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất tại đây duy trì trong khoảng từ 16 cho đến 19 độ. Ban ngày, miền Trung tạnh giáo, có nắng về chiều, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh thành từ Huế trở ra sẽ tăng lên mức từ 25 cho đến 27 độ. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, phổ biến ở mức từ 28 đến 31 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày mai trời nắng sớm, cường độ mạnh, nhiệt độ cao nhất ở khu vực Tây Nguyên giao động trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ là từ 33 cho đến 35 độ. Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ, trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc giảm còn mức cấp 5. Còn ở khu vực vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng cao từ 2,5 đến 3,5 mét. Biển động nên tàu thuyền cần chú ý khi lưu thông.